đánh giá chi tiết Xiaomi Redmi Note 13 các bạn nhé. Nhiều thứ các bạn sẽ cần phải lưu ý hơn cái vẻ bề ngoài của nó đấy. Rồi thì đây là Xiaomi Redmi Note 13. Chiếc điện thoại này có đáng mua hay là không thì mình vẫn phải khẳng định nhá. Nó vẫn là chiếc điện thoại đáng mua nhất trong cái tầm giá này. Tuy nhiên thì nhìn vào những cái thông số thiết kế thì có lẽ là chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều thứ với nó. Nhưng nó vẫn sẽ có những giá trị nhất định mà các bạn có thể cảm nhận ngay sau cái video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn đang muốn tìm kiếm một cái điện thoại loanh quanh tầm khoảng hơn 4 củ thì mình nghĩ đây vẫn sẽ là một trong những sự lựa chọn tốt nhất trong cái tầm giá này. Và các bạn có thể tham khảo với mức giá cực kỳ tốt tại Hoa Hà Mobile nhé. Link phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Ok, còn quay trở lại với cái điện thoại này thì Xiaomi Redmi Note 13, chúng ta sẽ có khá nhiều phiên bản khác nhau và cái mức giá chúng ta nhìn vào chỉ khoảng tầm 4.590.000 tại Hoàng Hà Mobile á. Là cái phiên bản này chúng ta sẽ chỉ có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong một thôi nhá. Thì cái câu hỏi đầu tiên các bạn đặt ra là 6GB RAM này có đủ dùng hay là không? Thì mình phải nói thật lòng luôn là nó sẽ đủ dùng nếu như các bạn ok dùng những cái nhẹ nhàng hàng ngày và chúng ta không có cái nhu cầu đấy là dùng quá nhiều ứng dụng cùng lúc theo kiểu chạy nền các thứ nhiều thì 6GB RAM này vẫn đủ mượt để các bạn ví dụ như là đang chơi game chúng ta thoát ra nhắn 1-2 cái tin rồi vào chơi game tiếp, hay là ví dụ chúng ta đang lướt TikTok có tin nhắn đến các bạn thoát TikTok ra vào nhắn tin rồi lúc sau quay lại TikTok xem tiếp thì mọi thứ đều vẫn ok. Chứ nếu mà các bạn muốn cho nó giữ thật là nhiều ứng dụng chạy nền kiểu vừa YouTube vừa TikTok vừa chơi game xong đi ra nhắn tin với 2-3 đứa ở một vài những app OTT sau lại quay vào chơi game tiếp thì thực sự là nó không thực sự quá ngon. MIUI hiện tại bây giờ cái này vẫn là MIUI thôi các bạn nhé, thì chưa bao giờ quá mạnh trong việc tối ưu những cái ứng dụng để mà chúng ta chạy nền ở phía bên dưới cả. Vậy nên đây vẫn sẽ là một thứ các bạn sẽ phải chấp nhận mà thôi. Nếu như muốn ok hơn chắc chắn chúng ta sẽ phải lên những cái phiên bản 8GB RAM các thứ thì mức giá nó đã không được tốt như phiên bản 6GB RAM này nữa, nên đó cũng là yếu tố mà các bạn sẽ cần phải lưu ý rất quan trọng. Ok, yếu tố thứ hai là cái hiệu năng của máy. Hiệu năng của cái máy này thì dùng một con chip rất là an toàn, đó cụ thể là con Snapdragon 685. Và cái phiên bản này thì nó không có 5G các bạn nhé. Sắp tới thì Xiaomi Việt Nam mới mang về cái phiên bản Redmi Note 13 5G sau. Thì cái phiên bản chạy Snapdragon 685 này thì nó có đủ mạnh hay là không? Với quan điểm của mình thì con này nó không thực sự quá mạnh. Bằng chứng là nhìn vào một vài những cái điểm số benchmark hay là nhìn vào cái trải nghiệm gaming ấy, thì nó không thực sự là quá xuất sắc. Nhưng tổng thể thì nó là một con chip mà nó tối ưu giữa yếu tố thời lượng pin này, đặc biệt nhất là nhiệt độ và cái hiệu năng. Thì Snapdragon 685 để nói đúng ra nó còn yếu hơn cái Helio G99 về mặt gaming. Tức là nếu như các bạn muốn chơi game ngon nhất trong cái tầm giá này thì đây không phải là con điện thoại quá ngon vì yếu tố đấy. Các bạn vẫn có thể chơi được ổn những cái tựa game như là Liên Quân Mobile hay là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Nhưng các bạn chỉ cần bắn PUBG thôi là các bạn sẽ cảm thấy một điều là nó không thực sự là nó quá sướng rồi. Đấy, kiểu bắn PUBG Mobile thôi là FPS lên 60 FPS là đã không mở được và chơi nó không thực sự quá ngon. Nên đây cũng là yếu tố mà các bạn sẽ cần phải lưu ý rất là nhiều. Được cái những cái tựa game nhẹ nhẹ hay là các bạn sử dụng những cái tác vụ hàng ngày cơ bản ấy, thì đây lại là một con chip để giúp các bạn cảm thấy thực sự rất là yên tâm. Bởi vì dùng nó nhá, gần như các bạn không bao giờ lo cái máy này nó bị nóng lên. Và ngay cả trong quá trình mà team mình test thì cái máy này cũng gần như chưa bao giờ nó bị nóng lên đến mức khó chịu cả. Cùng lắm nó chỉ hơi ấm ấm rất nhẹ thôi. Nên đây vẫn là một cái giá trị mà mình nghĩ rằng cái điện thoại này nó sẽ đáp ứng đến một cái nhu cầu nhất định mà mình tin là phần lớn những người dùng cơ bản sẽ cần một cái điện thoại kiểu như thế này hơn là một cái điện thoại tập trung quá nhiều về mặt hiệu năng và gaming, chứ những thứ khác thì lại bị bỏ qua. Nên ở yếu tố về Snapdragon 685 này thì các bạn cũng đừng kỳ vọng vào nó quá nhiều, nó sẽ chỉ ở một mức cơ bản ổn mà thôi. Ok, rồi tiếp theo là đến cái hệ thống camera. Thì camera 108 chấm của cái Redmi Note 13 này có hoạt động ok hay là không? Thì câu trả lời của mình đấy là nó vẫn khá là ok. Nhưng nó sẽ chỉ ok trong những môi trường đủ sáng thôi. Các bạn đừng bao giờ kỳ vọng vào việc chiếc điện thoại này chụp trong những môi trường thiếu sáng mà nó tốt các bạn nhé. Cũng như ở đây, chúng ta có một chế độ 108MP riêng. Thì nó hoạt động tốt hay là không? Thì câu trả lời của mình đương nhiên là nó vẫn sẽ tốt. Và nó cũng đầy đủ 108 chấm các bạn nhé. Chụp ra này thì mình sẽ có một tấm hình có độ phân giải là 9000 x 12000 pixel, và khi mà mình có zoom vào thì những cái chi tiết trên cái đồng hồ các thứ này của mình lên ở mức khá là tốt, và các bạn có thể thấy là mình zoom vào mức rất là xa đấy, zoom vào rất là sâu được chưa.
hay ở đây một cái tấm hình mà mình chụp cái nhẫn vợ mình mới mua cho, mua tặng đấy, thì nhẫn cũng rất là nhỏ, và khi mình zoom lên này các bạn thấy chưa, thì những cái đường vân vân hay thậm chí là cái lông tay này của mình nó cũng lên một cách khá là đầy đủ chi tiết. Thì các bạn cũng có thể thấy một điều là cái camera 108 chấm này nó có hoạt động một cách thực sự là chuẩn chỉ, nhưng nó sẽ chỉ chuẩn khi chúng ta đang trong một môi trường có ánh sáng rất là tốt mà thôi. Còn nếu như chỉ cần các bạn chụp cho những môi trường thiếu sáng thôi, ảnh sẽ bị bẹt, kém chi tiết và nó sẽ cực kỳ là tệ. Nên cái điện thoại này chụp hàng ngày, mình tự tin luôn với các bạn là những cái tấm hình mà nó đưa lại khá đủ để các bạn có thể chụp hình khi mà đi chơi, chụp hình check-in sản phẩm, chụp đồ ăn các thứ đều ok. Nó sẽ chỉ yếu, thực sự rất kém khi chúng ta chụp cho những môi trường thiếu sáng mà thôi. Chứ còn riêng đủ sáng thì với một cái điện thoại chỉ cỡ khoảng 4 triệu mà nó ra được cái màu đỏ như này, màu xanh như này, hay là tạo được một cái background như thế này, thì mình nghĩ là cũng gần như không có điều gì để mình phải suy nghĩ, phải bàn tán đến quá nhiều nữa. Hay thậm chí là chụp ngược sáng mà màu xanh hay lá cây nó vẫn được cân bằng một cách rất là chi tiết chỉn chu như thế này thì đúng là cũng không thể nào đòi thêm quá nhiều ở một cái điện thoại như thế này nữa rồi. Pin thực sự phải nói là cực kỳ tốt trong cái tầm này luôn, 5000 mAh và sạc nhanh 33W, mi turbo sạc. Đấy, nói chung là ok. Con này thì cũng có hệ thống loa mức chấp nhận được, nghe cũng đủ ok. Và cái điều mà mình ấn tượng nhất thì rõ ràng nó đến từ cái thiết kế cũng như là cái mặt trước của nó rồi. Thiết kế này thì nó đẹp, không thể phủ nhận được cái hoàn thiện của Xiaomi trên những con điện thoại chỉ có 4 triệu như thế này. Thì mình vẫn đánh giá nó thực sự là tốt. Viền này, mặt lưng này, liền lạc với nhau này, cụm camera cũng có điểm nhấn này, hay là cái viền mặt trước thì nó thuộc dạng là quá mỏng trong cái tầm giá như thế này luôn. Rất nhiều cái điện thoại trong tầm này cầm nó còn dày một khúc, mà trong cái đó Xiaomi thì làm cái vấn đề này là quá tốt luôn các bạn nhé. Nói chung là không thể nào chê được. Rồi cái màn hình này thì vẫn là AMOLED, Full HD Plus và 120Hz hiển thị, mọi thứ đều quá tuyệt vời. Và có lẽ chúng ta cũng không cần phải phàn nàn yếu tố này chút xíu nào nữa. Có một điều mình gần đây khá là thích, đó là trong cái tính năng liên quan đến 120Hz ở đây này, thì Xiaomi đã hoàn thiện cũng như cải thiện nó rất là tốt để khiến cho nhiều cái ứng dụng đã được tối ưu với cái 120Hz này, để chúng ta có thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn. Chứ trước đây cũng có nhiều cái ứng dụng nó bị khóa lại mức 60Hz ấy, nó cực kỳ khó chịu. Bây giờ Xiaomi nó đỡ hơn cái vụ đấy rất là nhiều rồi. Và cái trải nghiệm này mình đánh giá là ok. Vậy các bạn nghĩ sao? Tóm lại thì với Xiaomi Redmi Note 13, trong cái tầm giá chỉ khoảng tầm gần 5 triệu, cụ thể là hơn 4 triệu, gần 5 triệu của nó, chúng ta có một cái điện thoại với cái yếu tố về mặt cân bằng, cá nhân mình đánh giá rất là tốt. Cân bằng về mặt thiết kế nha, về mặt hiển thị nha, về mặt viền mặt trước nha, về mặt camera nha, về mặt hiệu năng nha, hay đặc biệt là pin rồi sạc nhanh các thứ. Nói chung là gần như để nói về cái việc là trên bất cứ một cái tính năng nào của cái điện thoại này, thì xét về một cái mặt bằng chung gọi là cái tầm giá, thì nó đều ở mức từ trung bình cho đến tốt, chứ không có một thứ gì là nó quá kém cả. Đấy, và rõ ràng đây là một cái yếu tố mà mình đánh giá là Xiaomi đã tạo ra được một cái sản phẩm rất là cân bằng, và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với nhiều người. Vậy bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.